chào các bạn, tôi là Lê Văn Trường. Tôi là một chuyên gia về Internet Marketing. Tôi có 7 năm kinh nghiệm về marketing online và kiếm tiền online. Kinh doanh online đã và đang phát triển rất là mạnh tại thị trường Việt Nam và cũng như trên thế giới. Facebook với hơn 40 triệu người dùng tại Việt Nam, một con số khổng lồ để chúng ta phải kinh doanh trên Facebook. Khi mà các bạn đang xem video này, ở ngoài kia đã có hàng ngàn người họ đang bán hàng rất là thành công trên Facebook. Vậy làm sao để chúng ta có thể bán hàng thành công trên Facebook? Một khóa học tuyệt vời dành cho các bạn, khóa học bán hàng Facebook từ cơ bản tới nâng cao. Sau khi kết thúc khóa học, các bạn sẽ biết cách làm sao để xây dựng hình ảnh thương hiệu của mình trên Facebook, biết cách làm sao chúng ta có thể target khách hàng mục tiêu chính xác, làm sao để biết cách chạy quảng cáo hiệu quả trên Facebook và có thể giúp các bạn gia tăng doanh số bán hàng lên 200% trong vòng từ 3 tới 6 tháng để trở thành một chuyên gia bán hàng trên Facebook. Một khóa học quá tuyệt vời dành cho các bạn. Bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy truy cập ngay vào unica.vn để đăng ký ngay khóa học bí quyết bán hàng Facebook từ cơ bản tới nâng cao.